Những Đức chia sẻ một đoạn pháp ngắn quý vị. Lời chào hỏi tạo cho ta một thiện duyên. Mỗi một con người chúng ta nên dạy con cháu của mình gặp người biết chào hỏi. Lời chào hỏi tạo cho ta một thiện duyên. Đi đến đâu biết chào hỏi. Con người thường biết chào hỏi vui vẻ, tập thành một cái thói quen là gặp người chào hỏi nở nụ cười. Một con người như vậy tự nhiên tạo thành một cái thiện duyên tuyệt vời lắm. Người ta vừa gặp người này cái là người ta rất là thích. Tại vì sao? Người này có một cái thiện cảm tuyệt vời quá. Một con người mà thường không biết chào hỏi, không biết niềm nở, vì con người này tự đoạn duyên đoạn phước quý vị. Mình là người tu đạo, nhất là pháp môn niệm Phật này, là một pháp môn mà hội tụ phước báo nhân duyên. Nên con người niệm Phật là một con người niềm nở, vui vẻ, hoạt bát, cởi mở. Nên mới nói rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà sanh về nước Cực Lạc. Nên chúng ta niệm một câu Phật hiệu, chúng ta chân thật có một cái tâm cởi mở, vui vẻ, gặp người niềm nở. Mình niềm nở mình đâu có tốn tiền bạc cắt nào đâu, nhưng mà người ta còn khen mình. Đi đến đâu cũng biết chào hỏi đàng hoàng. Đi đến chùa chiền, đi đến đoàn thể, đi đến đâu, đi đến gia đình ai, thưa hỏi đàng hoàng, về biết chào hỏi đàng hoàng. Con người sống như vậy đó, rồi mình tập con cháu mình y rang như vậy, cuộc đời của con cháu mình sau này đặc biệt lắm quý vị. Bây giờ mình đừng có đi đến đâu mình nói mình quen hay gì, mình đi đến cái mình im im im, mình đến rồi mình im im, mình đi về, đừng có làm gì. Mình làm như vậy mình sẽ đoạn phước đoạn duyên rất là lớn. Và mình làm như vậy con cháu mình nó đi theo mình, nó thành quen luôn. Ví dụ như mình là ông bà cha mẹ, mình đi đến đâu mình chào hỏi thì con cháu nhìn thấy mình vậy mai mốt nó học theo y rang. Còn nếu như bây giờ mình đi đến đâu mình không chào hỏi, con cháu mình cũng học theo y rang vậy luôn. Nên cái việc làm của ông bà cha mẹ là con cháu ảnh hưởng theo. Ví dụ như mình hiếu thảo với cha mẹ mình thì con mình sẽ hiếu thảo với mình, vì nó nhìn mình hiếu thảo với cha mẹ mình. Mình lo cho cha mẹ mình chén cơm manh áo làm sao thì con của mình nó sẽ lo cho mình chén cơm manh áo gì. Cuộc đời của mình á, tạo nhân duyên cho cha mẹ mình vô chùa thì con mình nó tạo nhân duyên cho mình đi vô chùa. Quý vị chọn đi. Những Đức nói đi vô chùa là tuyệt vời nhất, vì đây là con đường giải thoát tuyệt vời nhất luôn. Nên gọi là báo đại hiếu là ngay cái chỗ giúp cho cha mẹ niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, tuyệt vời nhất. Còn cái hiếu thế gian vẫn là không thù thắng, khi chết đi xong đi đọa lạc. Mặt hiếu thế gian thì nó không thù thắng bằng là cái việc chúng ta giúp cho cha mẹ nghe đạo và biết tu hành. Nên cái nhân duyên của một con người ấy, qua cái sự giao tiếp, tập con cháu mình từ khi còn nhỏ gặp người chào hỏi vui vẻ, khách đến nhà biết khoanh tay cúi đầu chào hỏi. Con cháu mà tập được như vậy thì ai mà không khen ông bà cha mẹ có giáo dục. Còn con cháu mình thấy khách khứa đi đến nhà, gặp người nhìn cái bỏ đi vô, cái hành động đó người ta đánh giá cha mẹ của đứa bé này chắc là như vậy, đúng không? Nên những cái việc này những Đức chia sẻ, đừng quý vị đừng bao giờ cho những việc này nhỏ nghe. Đừng bao giờ cho rằng những việc này nhỏ mà quý vị bỏ phế qua nghe. Những Đức nói cho quý vị nghe, có những người đi đến chùa mà thiếu cái nhân duyên, không biết chào hỏi thôi đó mà nó ảnh hưởng cái việc tu của mình rất là lớn. Mất tình cảm, thấy chưa? Khi con người sống với nhau mà nó có tình cảm rồi nó dễ lắm. Còn con người mà khi mà nó không có tình cảm rồi cái gì nó cũng trở ngại quý vị. Mà phàm phu mà trở ngại nhiều quá khó tu, hiểu không? Nhưng cũng đừng bao giờ tạo một cái tình cảm dính mắc nhau quá. Nhưng mà đừng bao giờ để cho mắc tình cảm chung chung. Nhưng gặp nhau một câu ai với đạo Phật nở nụ cười, chào hỏi hỏi thăm mấy câu, điều này rất là đặc biệt. Ngoài đời gặp nhau chào hỏi nhau một tiếng, vui vẻ niềm nở, cái hành động đó thôi bao nhiêu con người khen mình có phước duyên. Đi đến đâu cũng vậy, phải chào hỏi. Cái này là cái đặc biệt của tư tưởng nền giáo dục, phải nhớ. Nên khi mà mỗi một con người chúng ta mà hiểu được những cái việc này rồi thì tự nhiên mình sống trong cuộc đời này đặc biệt vô cùng. Nó được cái nhân duyên mà nó lợi ích rất là lớn trong con đường tu của mình, phải nhớ. Nên mỗi một người mình
khi nghe đạo, đừng bao giờ cho rằng những cái việc mà cái hình thức khi hỏi han một tiếng đó, mình nói rằng người tu chân thật cầu giải thoát, thì sao mà còn dính dáng cái chuyện này chi? Không phải vậy. Cái này là một tấm gương để lại cho người sau có cái lễ phép. Con người mà mắc lễ phép rồi là thua, con người mà không lễ phép là thua. Thí dụ như giờ mình đi vào trong chùa, mình gặp quý thầy mình chào, con cháu đi theo nó chào theo. Mình gặp quý thầy mình không chào, con cháu nó cũng không chào. Mình ngồi trên ghế mình gặp quý thầy mình không đứng lên chào, con cháu mình ngồi trên ghế y nguyên không chào luôn. Cái hành động mình sao con cháu mình đi ra như vậy thì tiêu rồi, không có lễ phép. Ăn tổ ngày nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cái sự thành kính mình bao nhiêu, người ta sẽ trả lại cho mình bao nhiêu. Khi người ta nói chuyện cho mình nghe, cái tâm mình thành kính lắng nghe, mình sẽ hưởng được cái sự lợi ích bao nhiêu phần trăm khi người ta chân thật nói cho mình nghe. Còn nếu như người ta nói chân thật cho mình nghe, mình không có tâm lắng nghe thành kính gì hết, thì cả cuộc đời mình đi tìm học ở đâu đây? Những điều như Đức chia sẻ đây rất là gần gũi đơn giản. Từ nơi đó nếu chân thật nghe là có sự lợi ích rất là lớn. Con người chỉ cần biết niềm nở vui vẻ chào hỏi, gặp khách khứa đến nhà vui vẻ niềm nở chào hỏi, chỉ cần một hành động như vậy thôi, gia đình này có phước báo nhân duyên lớn. Nên nhớ, gặp người biết chào hỏi, đó là tạo một thiện duyên rất là lớn. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ. A Di Đà Phật.